Ê, chào các em học sinh à, các bạn à, cả thấy thầy đang đứng ở đâu không? Đứng ngay cây cốc nhà thầy nè. Em học sinh nào đến nhà thầy ăn á, là có cốc mà ăn nha. Cho nên thầy cho miễn phí luôn. Thấy chưa? Ê, cốc nhà thầy đây, thấy trái chưa? Quá tuyệt vời. Đứa nào đến nhà thầy, thầy cho ăn cốc hết. Ừ, cốc nhà thầy nè. Thấy chưa? Cây cốc này á, là của ông bà thầy á, là tặng phải tặng mà trồng nuôi nhầm đấy, mà không biết là nó chua hay không biết nữa. Ừ, thử con trái nè, thử con trái đây nè. Đứa học nào, cái học trò nào muốn ăn á, thì xuống đây thầy cho không luôn, không bán, cho không luôn nha. Nhớ đi á, là tới giờ thầy nhớ cầm chén muối, nhà thầy có cốc chứ không có muối với ớt. Là hỏi ớt nhà thầy có nha, mà muối thì có luôn, đi đến đây tự vẽ. Ừ, thấy không? Nhà thầy có cái chuối nè, em thấy chưa, có chuối nữa nè. Ừ, đâu con chuối nè, mít thì cũng đang trồng đây, chuối đây. Các em thấy buồn rãi chưa? Rất là tuyệt vời. Chuối đây, buồn chuối đây. Quay về cái buồn chuối, thấy buồn chuối nè. Thấy chưa? Thấy trái chưa? Các em thấy buồn chuối đã chưa? Ngồi cốc ra đây còn chuối à, cũng có xoài nữa, xoài đây. Khi nào có trái rồi là mời các em xuống đây ăn với thầy luôn. Rất nhiều trái, đã cốc chấm muối ớt cũng được, mà chuối luộc lên chấm muối ớt cũng được, cái gì chắc ăn được là chúng ta cứ ăn. Nhưng mà có cái món quan trọng nữa mà thầy nghĩ là các em sẽ rất thích đó, từ từ thầy quay trong đây xong rồi lát thầy ra kia cốc mà. Đỡ các em coi cốc nha thầy, trái rất là ngon đây. Các em thấy chưa? Ngon chưa? Cốc đó đây nè, nó đang ra nhỏ nhỏ nè. Chờ các em xuống nó lớn, xuống các em ăn. Trái này bự hơn trái nãy nè, đây đó, thấy chưa, đẻ chưa, rất là vip, thấy không các em? Thấy chưa? Rồi thầy ra cái vườn sâu kia nữa, thầy còn một cái vườn rất là lớn để cho các em coi thấy cái vườn nhà thầy lớn mức độ nào. Nó cũng vừa vừa thôi chứ không có lớn đâu. Chuối đây, cây chuối này rất đẹp, các em thấy rằng là rất đẹp. Ở nhà mà trồng được những cái chuối này là rất là mát nha các em nha, các em thấy không, rất là mát, xung quanh thầy là toàn là cây chuối không. Rồi rồi bước cái đầu đi ra đây để các em thấy, cho các em một cái món đặc biệt đây, bắp chuối nhà thầy cũng có nha. Các em thấy bắp chuối chưa? Đây sao để lên thì quay cái bắp chuối cho các em thấy nè. Các em thấy bắp chuối nhà thầy bự đã chưa? Đây đây đây, có chuối rồi đây. Rồi các em thấy chưa, đã chưa? Em nào xuống nghe thầy muốn, em nào muốn xuống nghe thầy bắp chuối thì nhớ cầm thêm mấy trái chanh lên đây thầy làm gỏi cho ăn. Đấy là thầy muốn ra đây muốn review với các em thấy, như
quý khán giả thấy cái hồ sen. Đây là cái sung. Cái sung nè. Đây trứng cá nè. Đây trứng cá gắn với tuổi thơ nè. Hồi nhỏ thầy đi ăn trứng cá là cầm một cái lon luôn, hái trứng cá luôn đó, trứng cá đây, trứng cá đây. Trứng cá đây. Đấy. Đó, các em thấy chưa? Trứng cá này quá ngon nè. Em nào muốn đến nhà thầy ăn thì chợ trứng cá miễn phí luôn. Đây thì trứng cá nha thầy đây. Nói chung là xung quanh nhà thầy nhiều cây ăn trái ghê lắm. Đó, thầy đi ra đây thầy review cái hồ sen cho các em thấy và các em ăn được. Em đứa nào đến nhà thầy thì cho ăn sen luôn. Đến nhà thầy chỉ việc ăn thôi. Đứa nào đi đến đây được ăn cơm, nhịn đói đi, lên thì cho ăn sen. Đây, thầy review cho em là cái hồ sen nha thầy. Đấy, các em thấy chưa? Các em thấy hồ sen chưa? Em nào thích thì cứ việc lên đây, lên nhà thầy cầm thêm chén muối ớt nữa. Thầy hái sen cho em. Thầy bước xuống thầy hái một búp sen cho các em ha. Nói chung là không có gì tuyệt. Các em thấy sen đã chưa? Thì nhà thầy rất nhiều. Đây mấy búp sen đây. Nó sen như vậy là nó còn non nha các em nha. Nó còn non ăn chưa được đâu. Ăn cũng được thôi nhưng mà điều cái là nó cũng chưa có ngon. Đây kiếm bước sen nào á, em thấy lá sen nó đồ đá đúng không? Đó sen, cái bước sen này ăn rất là nhiều thứ. Ví dụ như các em muốn ăn ngó sen làm gỏi ngó sen cũng được. Mà lên đây sen nướng, sen luộc, sen hấp, sen gì đủ thứ món. Mà các em muốn ăn sen nào thì có sen đó. Đây, thầy sẽ review cái em bước sen này nè. Đây, các em thấy ngon chưa? Đây. Đây. Sen này là thầy nói các em là ăn ngon nha. Đây cái này là thầy mới trồng cái đợt đầu á. Nên là cái sen nó chưa có đều. Mình ăn được cái búp sen này được nha các em. Còn búp sen này á, là ăn cũng được thôi nhưng mà nó đắng lắm, ăn không được đâu. Ăn không ai hồng hàm, không ai ăn kiểu đó chứ có đi ăn trộm. Đây còn cái yếu sen này nữa nè, lỗ này nữa nè. Đây cái lỗ đây nè các em ạ. À, cái lỗ này tuyệt vời ha. Thì của nhà thầy, thầy cứ việc thầy hái thôi, không có ai bắt đâu. Thì bắt nãy giờ thì búp giờ là nãy giờ 3-4 cái rồi. Hai cái sen này nè đã hết, có cả bông sen nữa nè. Đây, đây bông sen này các em. Bông sen này rất VIP. Đứa nào đến đây có người yêu không có tiền mua bông, tới đây thầy Xuân cho bông sen tặng người yêu. Thầy nói là có, nhưng mà phải đến hỏi thầy Xuân một tiếng, thầy Xuân cho. Ok. Ok. Đó, sen thầy rất đẹp. Những búp sen mua đồ là rất đẹp.
rất là đẹp em à. Em thấy rằng là ông và thầy không có gì là ngồi xì sen cả, sen rất nhiều. Cho các em thấy quan trọng là phải leo lên cái bờ này, đi lội xuống hồ hái mà phải leo lên cái bờ. Các em thấy không, view hồ sen rất mát. Quan trọng nhất là cái sen này ăn được cái gì. Các em cứ đến đây thầy cho miễn phí, thì cho miễn phí về sen. Đây cả một hồ dùng đây luôn nè, cho các em nhìn thấy. Em mà lên đây ăn sen không có gì ngồi sen cả, rất là nhiều. Cái đây các em à, hồ sen này là ăn rất ngọt nha. Các em thấy sim sen này là ăn rất là ngọt. Các em cứ đến đây thầy còn rất nhiều. Nào ghé đứa học trò nào thích thì ghé nhà thầy, thầy trang miễn phí, nhớ cầm thêm muối ớt. Đây các em thấy giờ rất là ngon. Cũng hồ sen này cũng có nhiều bạn là trên học trò thầy cũng hay ghé đây ăn. Ăn thì cho miễn phí. Đây là nói cái hột sen thôi nha, búp sen này thôi, chứ còn sở như là nãy thầy hái cho em là một cái loại này. Thầy nói cho em biết á, cái loại này á mà có thịt luộc á, có thịt luộc mà luộc lên là cuốn chấm mắm nêm là hết sảy. Cái này là vẫn ăn được nha em nha, cái này là ăn được. Em thấy không? Thầy nói thật chứ, mình ở nhà quê rất là có lợi, rau củ có. Về giờ thầy thì có sen có, cái này là chấm mắm ăn y bài, mắm nêm là vip, có thịt luộc chấm nêm là vip. Thầy review cho các em coi cái vùng hồ sen của thầy. Đây thầy review cho em cái coi cái hồ sen này đây. Các em thấy chưa? Búp rất nhiều. Đấy các em thấy chưa? Không phải búp rất nhiều mà cái sen chết rất nhiều. Do các em biết sao không? Chứ các bạn biết sao không? Rồi thì bây giờ là cuối mùa rồi, sen nó không có phát triển được nữa, nên là lá nó chết, ngồi sen ra còn có rau muống nữa nè. Em nào đến đây có nuôi gà nuôi vịt gì đến đây thầy xung cho rau muống luôn, hái về. Em nào không có nuôi gà nuôi vịt đó, đi đến thầy xung cho rau muống nữa nè, hái về cho gà nó ăn, mai mốt lớn lên kêu thầy lên lên ăn chung là được. Thì review lại cho các em cái hồ sen hồi nãy, cái sen búp nãy thì lội xuống này hái đó. Đấy các em thấy không, đó các em thấy không, còn rất nhiều búp nè, đây nè đó, rất là nhiều. Chỗ này mai chiều nó lên nữa nè, luôn đây luôn nè. Rất là nhiều. Thầy làm một clip ngắn ngắn thôi để giới thiệu cho các em biết thôi, để mai chiều các em ghé. Làm dài quá, các em chơi, các em nói thầy Xuân làm video dài quá, em coi mệt quá, thì làm ngắn ngắn. Đấy, thầy cũng công nhận rằng là
Ở đây là chiều rất là mát. Thích nhất là thầy anh Sơn. Ngồi trên ra, cốc ra, túi ra cái miếng cồn nữa không? Còn có ổi nữa. Đây, ổi đây. Để review cho các em thấy ổi nè. Các em thấy ổi nè, ra trái rất nhiều. Rất là nhiều ổi. Rất là nhiều ổi. Em nào đến đây ăn cái gì cũng có. Còn nhiều lắm, cái trên kia có mang cầu nữa mà nó xa xa quá. Chắc thầy làm biến lên. Các em với quý vị, các em quý vị thông mến và các em xin thông mến rằng là thầy cũng mới làm cái video thôi, cũng mới tập làm cho vui thôi, chứ mục đích là vui là chính. Nhưng mà được theo đăng ký nhiều và các em xem nhiều, thầy càng vui hơn nữa. Nên các em đừng có ngại coi. Nhưng mà đặc biệt là hôm nào đó những quý vị và các học sinh nếu thích thì có thể ghé nhà thầy. Quý vị nào thích thì cũng có ghé nhà của mình, tổ chức chụp hình hay là giả ngồi xung quanh hồ sen là mình vẫn hân hạnh đón tiếp. Tại vì cảnh thiên nhiên ở đây là nói thật sự là vùng quê rất yên bình. Mình cũng được vậy. Ở nó đơn giản thôi, phía sau mình là cách mặt đường khoảng 300m, 100m thôi, chứ không 300m đâu, 100m thôi. Nhưng ở phía trước rất chuyên nghiệp và ở sau thì rất yên bình. Các bạn với các em học sinh theo khu vườn rất là an bình. Em thấy không? Thầy quay tứ hướng luôn rồi, thầy quay nè. Thầy quay 360 độ luôn nè. Thấy các em thấy chưa? Đó, rất là yên bình, xung quanh toàn là cây với cây không. Cảm ơn quý vị khán giả và các em học sinh. Hôm nay cái video của thầy đến đây là kết thúc rồi. Dài quá, các em nói là dài quá, các em coi mỏi. Ôi, thầy quay ngắn ngắn thôi, không dài nữa. Em nào muốn dài thì lên đây cùng tham gia với thầy, phụ quay với thầy để quay cho dài ra. Tại vì là thầy muốn quay chân thật, không có edit nhiều, sửa nhiều, video sửa nhiều, thầy sửa được hết ấy. Nhưng mà thầy không sửa, cứ gì là được rồi. Cảm ơn quý khán giả và các em học sinh. Hẹn quý khán giả, các em học sinh vào clip sau. Đừng quên đăng ký và bình luận. Cảm ơn quý vị khán giả.